khóa lễ Vu Lan do Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức có sự tham gia của Sư Tôn Đức và Tăng Ni Sinh. Đây là những vị Tăng Ni vừa kết thúc 3 tháng an cư kết hạ theo truyền thống Phật giáo. Khóa lễ Vu Lan được truyền trực tuyến thông qua nền tảng mạng xã hội Facebook. Đây là khóa lễ đặc biệt, nguyện cầu quốc thái dân an, bệnh tật tiêu trừ và cầu siêu cho những nạn nhân tử vong do đại dịch COVID-19. Đây cũng thể hiện tinh thần báo ân, báo hiếu, tứ trọng ân của nhà Phật. Chúng tôi cảm thấy rất xót thương và chia sẻ với những khó khăn của lực lượng trên tuyến đầu chống dịch và chia sẻ với những nạn nhân xấu số đã mất vì dịch bệnh COVID-19. Tứ trọng ân trong Phật giáo đó là ân trời đất, ân quốc gia, ân thầy tổ, thầy dạy và cha mẹ ông bà, ân đồng bào xã hội. Tri ân và báo ân, khi đất nước khó khăn đối phó với đại dịch COVID-19, thì Tăng Ni Sinh Học Viện thực hiện nghiêm các chủ trương của giáo hội và chính phủ, tích cực kêu gọi bà con Phật tử tham gia công tác từ thiện và đã có hàng trăm Tăng Ni Sinh viết đơn phát nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch. Với dân tộc Việt Nam, nó biết ân, tri ân báo ân được thể hiện ở việc phụng sự tổ tiên, tôn vinh các bậc tiền bối, anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, có công với đất nước, với giang sơn. Cho nên chúng tôi hết sức chú trọng việc nâng cao truyền thống đạo đức đó cho Tăng Ni Sinh. Từ đó họ có ý thức cho cộng đồng trở thành những người đệ tử Phật chân chính. Những ngọn nến được thắp lên trong đêm Vu Lan và được truyền tay nhau tại khóa lễ. Đó là niềm tin, sự sẻ chia nhân lên tình thương bao la của những người con gửi gắm đến đấng sinh thành. Sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho chúng ta có cuộc sống hạnh phúc, ấm no như ngày nay. Lễ Vu Lan là dịp để mỗi chúng ta nhìn nhận lại mình đã nhận được bao nhiêu nguồn sống tình thương của mọi người xung quanh, để thực hành hạnh hiếu mọi lúc mọi nơi theo tinh thần của Phật giáo.